Buổi tối ngày hôm nay, đây là những video mới ở bên Kharkiv. Đây là một trong những cái loại bom bi đã thả xuống chỗ này. Đó là rất là nhiều cái cục bi nằm trong đó. Chủ yếu là thả xuống trong thành phố để làm hư hại những người dân. Trong lúc này, nói về chiến tranh nằm ở về hướng đông, Hoa Kỳ đã đưa thêm vũ khí qua cho bên Ukraine. Cái số tiền mà súng ống lần này bên Hoa Kỳ gửi qua Ukraine đó là 800 million dollars. Đây có những cái quả tiễn bắn từ xa. Đây là lần đầu tiên đưa qua bên Ukraine. Và cả luôn những cái áo giáp để đeo trên người. Cũng cộng thêm những cái máy bay trực thăng đưa qua bên Ukraine nữa. Đó là 11 chiếc máy bay M-17. Putin đã thua tấn công vô trong khi như mà nằm về hướng đông lần này Putin đưa lực lượng tới đó rất là nhiều lính chán nhìn thấy trên satellite lính chán của Putin đang đi tới ở hướng đông nhìn thấy súng ống xe cộ đầy đủ sẵn sàng để tấn công

và cũng đây lần đầu tiên ông tổng thống của hoa kỳ kêu nước nga kêu nước nga là đang diệt chủng ukraine yes đúng rồi tôi nói ông putin là muốn diệt chủng đó và ông muốn kiếm cách để dẹp đi ở bên ukraine những gì mà hỏng rài phút tình làm đó nhìn thấy rõ ràng chứng minh là cái người muốn diệt chủng bên Ukraine. Basement, bound, kiếm được những cái người mà nằm dưới basement đó tay thì bị chói đầu thì bị bắn chết executed, đây là nói trên thế giới tội ác chiến tranh là chỗ này ngày hôm nay một trong những cái người mà chết ở dưới đó đó người mẹ của họ nói cho đài biết nước nga tới đây giống như một cơn bão làm cho ở đây rất là thảm khốc để làm cái gì bà ta hỏi Ngày hôm nay, bà ta ở trong cái nhà thờ chỗ này. Và bà sợ không dám về nhà ở. Bà nói cho biết là con của bà giúp đỡ cho những người rời khỏi ở chỗ này. Sau khi đó thì nước Nga tới đây bắt luôn con bà. Bà nói đi nói lời, tại sao vậy? Để làm gì? để làm gì, chiếm ở đây để làm chi. Và bà không hiểu, nước Nga làm như vậy, giống như giết người vậy thôi. Đài nói, theo nước Nga nói, là cái chuyện mà nước Nga giết gì đó, không có chuyện đó xảy ra. Bà muốn nói gì với ông Putin? Bà ta nói, ông nhìn nè, ông coi những gì ông đã làm ở đây và bà nói tôi đã làm gì sai làm gì sai ở chỗ này no và tại sao tôi phải khóc như vậy tại sao tôi không có nhà cửa để ở ông cũng có con cái mà với tỷ như con cái của ông bị như vậy thì sao fake, you... tại sao mỗi khi người dân chúng tôi nói cho ông biết thì ông nói toàn là giả Vậy thì với tỷ như con ông bị gì đó, con ông nói thì ông tin tưởng họ hả? Said... Những gì mà ông Tổng thống Hoa Kỳ nói là những gì chúng tôi ở đây, ở bên Ukraine nhìn thấy số người chết như vậy. Today, Tòa Bạch Ốc nói những người điều tra sẽ điều tra rõ ràng về chuyện này.